Nó là mùng 1 tháng 3 2023 này. Bệnh nhân này thì khớp gối đường trung bình thôi. Hôm nay tầm 6 mấy nhỉ? À mới 56 tuổi. Thì chân trái thì có tràn dịch, chân phải thì có ít thôi, chân trái bị nặng hơn. Cái vấn đề cái bệnh án này tôi muốn theo dõi xem là xử lý với đông y thì bao lâu bệnh nhân thì hết đau hoàn toàn và có thể đi lại và leo cầu thang chạy được. Được Thấy nhé, có phải lấy thuốc sốt răng không ạ? rồi, cứ ngồi dần đi tí thì em sẽ hướng dẫn. Thì bác bỏ dép ra, bác sẽ kiểm tra xem người này mức độ co giỏi mới đứng lên. Cứ động chân cho em xem nào. Nó đau lắm không? Khoan lên thì tôi không gặp được. Chân bên trái. Được rồi, đứng lên ngồi xuống, không được chống tay. Cẩn thận không ngã nha. Vâng. Ừ, phải chống gì. Về sơ bộ nhìn thấy cái chân bên trái đang làm trụ lực. Đấy, chúng ta nhìn thấy chân trái là sưng phù đi. Bây giờ ngồi xuống. Này thì làm sao mà leo cầu thang được? Cầu thang nhau thì đấu bao giờ. Các bị này lâu chưa? Cái chân bên này mới bị mấy tháng. Mấy tháng à? Đêm nằm có nhức không? Có. Nhức nhiều không? Nhức buốt, kiểu buốt như kiểu buốt trong xương. Nằm trong xương à? Thế đã điều trị như thế nào rồi? Em điều trị ở bệnh viện Đại học đi mới đi khám hôm mùng 10 ấy. Mùng 10 tháng 2. Uống có bớt nhiều không? Hôm ấy ra là nè, hút bên này hút dịch. Miệng tiêm chống viêm. Còn Mà bên bây này giờ đi là lại vẫn đau nhiều lắm hả? tiêm một mũi tạo tiêm nhỏ. Bây giờ tôi sẽ dùng đông y sẽ chữa cho bệnh nhân này không hút dịch và cũng không có tiêm chất nhờn gì cả. Xem như chúng ta sẽ nhìn trên gối bệnh nhân là dịch là phải làm sao và đảm bảo cho không tràn dịch nữa và chân là phải ngon lành. Xem bao nhiêu lâu thì cái này sẽ ok. Thế bác có tin rằng mình sẽ khỏi không? Tin thì nếu mà thầy chữa giỏi thì Không, chúng ta chưa bàn cái đấy nhưng mà bác có tin là chân mình sẽ đi lại bình thường không? Chạy được không? Em có niềm tin. Cái điều hơi buồn thì đông y là người ta không đến ngay. Tìm đông y là rất là khó. Rồi đông y bây giờ thầy dỡ mình nhiều quá. Và các phương pháp khác thì đa số là dùng nó giảm đau mạnh quá thì bệnh nhân cứ cảm giác là mình ngon lành thôi. Nhưng đấy nhìn chân thì có đi được ngon lành đâu. Thì tôi để theo dõi xem bao nhiêu lâu bác sẽ ok nhé. À, về nhà đến nhà sẽ tập những bài tập đạp xe đạp để tí em hướng dẫn nhé, hết sức cố gắng, điều trị nó chả khó khăn lắm.